Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu dầu dừa rất đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình đây, mình đã mua hai quả dừa, mình người ta đã bảo sợi cho mình sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần luộc và sau đó mình sẽ xay để tắt nước các bạn ạ. Mình không muốn tốn nhiều thời gian ấy, thì mình đã nhờ bác bán dừa ấy, bác đã bảo sợi cho mình luôn. Thì mình về nhà mình đỡ mất công thái dừa và đấy, các thứ. Đây là các bạn làm dầu dừa thì các bạn nên chọn cho mình những quả dừa già nhé, thì mình bào sợi sẽ được nhiều hơn. À thì tức là mình làm dầu ấy thì dầu lượng dầu trong quả dừa già ấy nó chứa rất nhiều chất, nhiều dầu, nhưng mà dừa non thì nó chứa ít ấy. Đây là mình đã mua hai quả dừa đấy, là mình đã nhờ bào luôn sẵn sàng như thế này các bạn ạ. Thì bây giờ mình chỉ cần cho nước vào là mình đun thôi, để sau đó mình xay thôi. Các bạn cho mình đổ nửa lít nước nhé, mình chỉ cần vừa nước thôi. Sau đó mình rồi mình sẽ cho lên bếp để mình nấu. Các bạn cho dừa vào nồi này và mình đun lên nhé. Đây các bạn, nước của mình lượng nước đây, vì dừa của mình mà sợi này nó là cồng kềnh thôi, nó hỏng hẳn thôi, trong nữa mình đun lên ấy, thì sủi ấy, thì là nó sẽ óp xuống các bạn ạ. Vì các bạn không có thời gian cứ mua dừa ấy, thì mình nhờ người ta bảo cho, thì là xong đó mình lấy về mình nấu thì mình không mất nhiều thời gian, và mình nấu bằng nồi cơm điện thì các bạn tranh thủ nấu vào buổi tối cũng được. Đây các bạn, sau khi dừa nó đã sủi đây, bây giờ mình sẽ ghế nó lên nhé, hay là mình đảo nó lên để cho nó đều ấy. Mình làm như thế này thì sau đó mình xay ấy, thì được lượng dầu dừa nó rất nhiều các bạn ạ, nó không bị lãng phí. Mình chỉ cần sủi đều thôi là mình tắt bếp để nguội để mình cho vào một cối mình xay các bạn ạ. Với cách làm dầu dừa này rất đơn giản, mình đã có dầu dừa để cho những mùa xanh như hanh hanh khô như thế này, các bạn có thể dùng làm dưỡng môi cho môi mình đỡ lẻ mà bóng môi đẹp, hoặc dưỡng da thì mùa này da mình rất hanh rất khô, thời tiết mình Bắc mình này, đến mùa thu là khô hanh như thế này là được rồi các bạn ạ. Mình sẽ tắt bếp và mình để nguội để mình xay nhé. Đây các bạn, khi mình đã bỏ bớt ra bát ấy, để cho nó nguội nhanh ấy. Thì mình đã bớt nguội như này rồi các bạn ạ, mình sẽ cho vào cối để mình xay nhé. Các bạn cho dừa vào cối cho mình để mình xay nó lên để mình lấy nước nhé. Các bạn xay lên cho mình nhé. Các bạn xay cho mình nhé, các bạn dùng cối xay mát ra nhé. Đó, cuối cùng đấy là dầu dừa từ ở bên ra đây rồi. Và xem người ta còn làm nấu được món rất là nhiều rất dừa, nó bán đầy cả hay là đây các bạn, sau khi mình xay xong nó được nhuyễn như thế này đây. Các bạn cứ xay nhuyễn cho mình như thế nhé. Đây các bạn, mình đã dùng cái khăn này để mình vắt ra kiệt nước đấy các bạn ạ. Và mình sẽ xay lại một lần nữa nhé, cho đỡ phí, mình xay làm hai lần nữa các bạn ạ. Thì mình nó không bị phí nước dầu dừa đi. Bây giờ mình lại xay lại nhé. Đây các bạn, sau khi mình đã vắt xong, mình đã được đây, nước của mình đây. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện mình nấu như kiểu các bạn nấu cơm đấy các bạn nhé. Sau đó sủi thì các bạn mở vung ra cho mình để cho nó bay đi hết hơi nước đi. Mình sẽ hướng dẫn từ từ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho nồi để mình nấu nhé. Đây các bạn, bây giờ mình bật nút nấu nhé. Mà là mình nấu như bình thường các bạn nấu cơm ấy. Sau lúc nào sủi thì mình lại hướng dẫn tiếp các bạn nhé. Các bạn, sau khi sủi đây, mình về nhé. Các bạn cứ đun cho mình nhé, mở vung ra để cho cái hơi nước nó thoát ra các bạn ạ, đến lúc nào nó cạn đi. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo nhé.
Đây các bạn, bây giờ là của mình cũng tương đối là khe cạn rồi đấy. Như thế này là mình thành được là lớp cốt dừa đấy. Còn để muốn thành dầu dừa thì mình cứ nấu tiếp các bạn ạ. Thỉnh thoảng các bạn kiểm tra và quấy cho mình nhé. Như thế này là mình thành được nước cốt dừa rồi đấy. Còn để thành dầu dừa thì mình nấu thêm lúc nữa. Đây các bạn, bây giờ mình lại kiểm tra nhé, dầu dừa của mình như thế nào nhé. Đây nó sánh lại còn rất là ít nữa rồi các bạn ạ. Mình chỉ cần đun thêm một tẹo nữa thôi là mình sẽ được dầu. Các bạn cứ đun thêm một lúc nữa nhé. Dầu của mình bắt đầu khô rồi đấy các bạn ạ. Mình chỉ đun tầm độ 20 phút nữa thì là mình sẽ được dầu dừa thôi. Nên các màng bắt đầu nó tạo thành dầu đấy các bạn ạ. Nhìn nó sủi lên. Đây các bạn, bây giờ các bạn hãy chịu khó đảo lên cho mình nhé, quấy đều nó lên nhé. Để cho dầu nó ra các bạn ạ. Tầm này là các bạn phải để ý rồi, không có là mình sẽ bị cháy rửa dầu vậy. Với cách nấu bằng nồi cơm điện này thì rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ cần mua dừa về, mình nhờ người ta lạo sẵn ấy, xong về đó mình luộc đi. Rồi các bạn cứ sợi người ta bào nó dài ấy, thì các bạn nếu mà máy xay nhà mình khỏe thì các bạn cứ thế là các bạn cho vào các bạn xay được mê một ít nước là được. Nhưng nếu mà máy xay nhà các bạn nó yếu ấy thì các bạn chịu khó dùng kéo, các bạn cắt nhỏ bớt nó ra để cho cái sợi nó không dài ấy. Thì mình nấu, sau đó các bạn xay cho mình nhuyễn rồi mình bóp bỏ cái bã đi, rồi mình cho vào nồi cơm điện mình nấu như bình thường mình nấu cơm ấy. Xong lúc nào mà sủi thì bắt đầu các bạn mở vung lên cho mình để cho cái hơi nước của cái dầu dừa ấy, nó thoát hết đi ấy. Để cho phần còn lại là dừa nó khô đọng lại để nó ra tinh dầu cho mình. Với tinh dầu dừa này thì các bạn có thể dùng để làm như kiểu là son bôi môi ấy, thế là sáp bôi môi ấy để cho nó chống nẻ, hoặc là ngoài bôi da cho khỏi khô ấy. Dầu dừa này các bạn còn có thể để chữa được các bệnh khớp các thứ lặn, các bạn lặn cho cơ thể mình ấy, cũng rất tốt. Các bạn cứ chịu khó quấy cho mình nhé. Đây các bạn, bây giờ mình nhìn thấy đấy, ban đầu thì tạo thành vân những cái dầu dừa rồi đấy. Bây giờ mình cứ chịu khó các bạn quấy nó lên nhé, để cho nó ra đều ấy. Mình không ấy này cho nó đỡ cháy. Đây các bạn, bây giờ là mình nhìn thấy có dầu rồi đấy, dầu rất nhiều rồi. Nhưng mà mình muốn thêm ấy thì là mình cho cái dầu của mình nó đặc thêm ấy, thì mình nấu thêm tiếp nữa các bạn ạ. Để cho bao giờ cái trắng này nó thành một màu vàng xinh xếp thì là mình mới thôi các bạn ạ. Các bạn cứ quấy cho mình như thế này nhé. Mình sắp thành công với cách làm dầu dừa bằng nồi cơm điện này đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn nhìn thấy chưa, dầu của mình rất nhiều nhé. Khi mình làm như thế này là mình làm rất kỹ, mình bỏ bã đi thì là mình đã chắt được rất nhiều dầu các bạn ạ. Này, rất nhiều dầu rồi. Bây giờ mình nấu thêm một lúc nữa nhé. Đây các bạn, sau khi mình cô đến như thế này là nồi cơm của mình nó bật lên nút sấy rồi, mình không thể bật được nữa rồi các bạn ạ. Là mình đã được dầu dừa rồi đấy. Bây giờ các bạn để cho nguội nhé, sau đó mình chắt ra chai là được thôi. Bây giờ mình sẽ để nguội để mình chắt ra chai nhé. Đây các bạn, sau khi để nguội nhé, thì các bạn chắt cho mình dầu ra một cái lọ. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ thủy tinh hoặc là để mình chắt bỏ lấy dầu dừa nhé. Và các bạn đây mình đã chuẩn bị một cái lọ thủy tinh này,
lúc nào nguội ấy, thì mình sẽ chất vào cái lọ thủy tinh này. Với mình nữa làm hôm nay lượng dầu của mình cũng khá tương đối nhiều nên mình dùng loại này. Nếu mà các bạn dùng với những cái lọ bé để các bạn dùng giữ môi ấy, thì các bạn dùng với cái lọ như thế này thôi, là các bạn chất vào để mình dưỡng môi. Và lúc nào mà thời tiết lạnh ấy, thì các bạn năn năn cho mình vào tay ấy, như thế này này, thì là nó sẽ nóng lên rồi mình sẽ dùng được các bạn ạ. Hoặc là các bạn đút vào trong túi áo ấy, nó ấm lên thì là nó sẽ chảy dầu ra. Các bạn mà muốn đây như thế này đây, dầu của mình đây, dầu rất nhiều đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình muốn cho nguội thì mình mới chất vào lọ thủy tinh này nhé. Thôi bây giờ mình xin dừng video tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ẩm thực miền quê nhé. Với cách làm dầu dừa bằng nồi cơm điện này rất đơn giản. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình nhé.